Rồi ok, hey yo, what's up các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và tôi là ông Tùng mê game ARK kỹ năng đỉnh cao. Và như cái tiêu đề các bạn đã thấy rồi, thì dù muốn dù không thì mình cũng phải đến cái tập này thôi anh em ạ. Đó là cái tập cuối kết thúc cái series ARK AG Reborn này. Thì thực ra tập này nó cũng khá là hoành tráng lệ, mình cũng không nên buồn tới như thế. Thì mình sẽ nói một vài lý do để cho các bạn anh em viewer đang xem cái series này, nếu mà thấy cuốn thì cũng đừng có tiếc quá, tại vì mình là lực bất đồng tâm rồi. Thì cái thứ nhất về cái mod này thì anh em đã biết từ cái tập trước rồi, và tập nhiều tập đôi khi mình có nói trong cái buổi dẫn chơi game á, thì mình có nói là cái mod này rất là lõ. Nó còn thua cái mod Anunnaki Genesis phiên bản đời đầu nữa anh em ạ. Nó phát triển nhiều cái tôi nó bị ngớ ngẩn á, tôi cũng không biết là nó theo một cái cơ chế nào nữa. Là nó bị giới hạn thú, cho nên là về cái việc mà farm thú ở trong cái mod này là một cái cực hình đối với mình. Mình á, thuộc tiếp người không phải là mình siêng năng, mà mình thích kiểu vận dụng tư duy logic để mình tìm hiểu game và mình chơi game. Chứ mình không phải kiểu như siêng năng mà để có thể farm. Không, mình phải tìm ra cái cách nào đó nhanh hơn, gọn hơn để mình chơi, và nó tìm ra cái sự mới mẻ trong cái lối chơi cũng như là trong mod. Còn cái này thì nó cứ lặp đi lặp lại, khi mà đạt tới ngưỡng alpha red này rồi thì nó cứ lặp đi lặp lại, ăn xong rồi đi farm, rồi lấy artifact, rồi đi farm artifact. Nói chung là trong đây không có lấy artifact, nhưng mà tôi ghét nhất là cái việc đi farm. Và farm này nó lặp đi lặp lại, nó không có giống như là farm Paragon mà nó random. Nó còn có một cái sự gì đó là hên xui, tạo cho mình cái cảm giác à má biết đâu lần này nó sẽ ra. Hoặc là đi farm yên legendary, tôi thì so sánh Omega thì tôi hơi sai, nhưng mà thực sự mà nói là mình chơi cái mod Omega là một cái mod mà phải nói là mình chơi nghiên cứu kỹ nhất, lâu nhất, và nó có thể ăn vô não mình tính tới thời điểm hiện tại là rất là nhiều. Cho nên bây giờ mình không có cách nào để mình so sánh được với những cái mod khác ngoài Omega cả. Ngay cả nó thẳng ra là ngay cả Q cộng cùng có thể mình nói đánh giá cao hơn so với cái AG Reborn này luôn. Thì quay lại về cái cốt truyện series của mình á, thì thực ra mà nói là mình đã chơi theo cách xin là cái cách chơi nhanh nhất, và mình cố tình chơi tại vì mà ngay từ những cái tập đầu mình đã xác định là cái mod này mình không thể nào gắn bó lâu dài được, tại vì nó rất là ít content. Cái thứ hai là cái mô típ chơi nó cứ lặp đi lặp lại, nó cũng có bao nhiêu hệ đó thôi, alpha rồi bla 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 các kiểu này nọ. Rồi khi mà mình biết được là cái con alpha red, con red là cái con chủ chốt để end game này, thì kiểu như là nó cứ sao sao á. Nó không có mood để chơi nữa anh em ạ. Và thôi cuối cùng mình quyết định end game. Tất cả 90% lý do end game là tại vì cái mod này nó bị rush game rất nhiều, và không chỉ riêng mình, trên toàn thế giới đều bị rush game. Thấy không? Thì theo như xin nói là do cơ chế spawn thú của nó bị lỗi, cho nên là nó sẽ xung đột rất là nhiều thứ lộn xộn ở trong, và kèm theo một cái combo wombo là mình chơi cái map The Lost Island, cỏ nó vừa xấu, hình ảnh cây cối nó làm không có đẹp, mà nó còn lại nhiều cây, nó làm cho cái việc tràn RAM của mình nó còn nhiều hơn nữa. Cho nên là thôi, end cái series này là vừa, mình kiếm mod khác mình trải nghiệm thôi ha. Thì mình là tính là không có chơi tập này rồi, mình không tính chơi tập này đâu, mình không tính làm tập cuối này đâu, là thôi thì làm thì phải làm cho có tới nơi tới chốn. Người chơi ARK có tâm thì phải làm cho tới nơi tới chốn. Thì mình quyết định là tập này mình sẽ đánh workbot luôn ha. Dù kết quả như thế nào mình sẽ cố gắng đánh một lần cho các bạn anh em viewer newbie trải nghiệm con workbot nó như thế nào ha. Và nói thẳng luôn, tập này cũng không ngại là mình có cheat ra một số thứ. Thì quay lại cốt truyện tiếp ha, thì các bạn biết là tập trước mình đã bỏ ra hai tập để mình có cái con Bokito này rồi. Thì cái cách có con Bokito người máy này á, thì buộc là mình xin nhắc lại ha, là nó cũng chỉ là một trong những cái quá trình để nâng cấp lên cái con
Legendary Alpharet này thôi, là các bạn phải unlock nhiều thứ, đi đánh nhiều thứ, đánh mấy con robot á, robo thì nó sẽ ra mấy cái món đồ và được unlock, rồi sau đó là các bạn ráp mấy cái spawner như thế này, rồi các bạn cứ unlock được giết con nào đấy, các bạn được unlock được cái những cái món đó, rồi các bạn kiếm đồ, các bạn ráp vô. Các bạn nghĩ sao mà khi mà kêu mình đánh mỗi con như thế này, đánh 50 con Warden, Warden chứ không phải là bờ te mà có thể đi đâu cũng gặp đó, cho nên rất là khó đó. Cho nên là các bạn đánh hết có đầy đủ 6 con như thế này á thì các bạn sẽ mở khóa được mấy cái vật phẩm ở trong đây, rồi các bạn đi thu đi farm artifact các kiểu này nọ, rồi bỏ vô ráp mấy cái này ra xong thế thôi. Tôi cũng làm biến giải thích anh em cũng chả muốn nghe đâu. Và bây giờ mình sẽ tiến hóa con này lên Legendary Alpharet ha. Đơn giản thế thôi. Thực ra nha các bạn, trong cái dàn mấy cái con mà siêu nhân gao như thế này á, mấy cái con spawner mà hồi nãy tôi ấy cho anh em á, nó chim lọ hết. Tôi nói thẳng là không bao giờ có con nào qua mặt được Alpharet. Tại vì sao? Tại vì con Alpharet nó có cái chiêu độc nhất vô nhị là Bola. Chỉ đơn giản vậy thôi. Và các bạn, cái con này ở tập trước các bạn thấy là nó đam mấy cái con thú wheel trừ 2 tỷ, 2 tỷ các kiểu, là giới hạn các kiểu này nọ đó. Chứ thực ra là đam mấy con Warden nó có 75 đam thôi. 75 đam thôi anh em ạ. Đó, còn đam tay thì làm sao bằng được con Legend đúng không? Làm không có cửa nào mà nói chuyện được với Legendary á. Đó, cho nên là thôi, bỏ qua bên và sức cái cấp độ thăng tiến của tụi này thì nó nói chung là tụi này chỉ là diễn viên đi farm wheel, diễn viên đi farm wheel thôi. Còn đánh boss boss vẫn là Alpharet. Ok. Đó đó, nó sẽ tự tiến hóa nha. À, nó sẽ tự tiến hóa khi mà mình ráp xong. À, mấy cái đồ dư các bạn nên lấy ra, đặc biệt là mấy cái yên nè, ví dụ như thế này đó, lấy ra. Mình thường bây giờ mình không có rảnh, mình ngồi mình chơi như hồi Omega nữa, nó mod này nó không xứng đáng cho mình chơi như vậy đâu. Rồi lỡ nói về con baby à, và mình có đọc comment của một bạn nào đó, bạn đó nói á, là em cũng đang xài cái setting hình như là của anh hay là của ông Kindari Mask á, thì ông Kindari Mask ông setting hơi bị mất dạy ở chỗ á, là cái này tôi cũng biết rồi mà nay tôi mới spoil ra cho anh em, là ông Kindari Mask ông setting cái kiểu là thu thú vào cầu chọi ra lại thì nó sẽ trưởng thành và nó full imprint luôn nè, không có bật mod admin nha. Cái này thường thường á anh em sẽ thấy là người ta chơi bọc mod admin, mình thì khỏi, lớn luôn, full nim rin luôn. Thấy không? Còn chừng nào anh em để ý nha, anh em coi clip là anh em phải biết, thường thường người ta chơi á, người ta bật mod admin là người ta nhấn chuột phải một cái quả cầu người ta sẽ hiện ra cái màu đỏ, và ở trên phía trên này nè nó sẽ có cái chữ admin mod enable, có nghĩa là được bật nè, các bạn thấy không? Mà khi người ta cầm súng á thì các bạn thấy là cây súng của người ta nó có cái chỗ cái nòng, cái chỗ gài đạn á, nó màu đỏ, là lúc đó người ta đang trong chế độ admin, là khi một con yếu máu mà thu vào á, tùy theo setting nha, thu vào á chọi ra lại thì nó sẽ full cây máu hoặc là nó lớn giống tôi như thế này nè, còn khi nào mà cái nòng trắng nòng đen như thế này có nghĩa là nó đã tắt cái chức năng admin đó. Vậy anh em dễ dễ nhận biết lắm, người trong nghề thợ thầy người ta chỉ cho, hiểu không? Rồi, và mình cũng không có cần farm cấp nữa anh em, trong lúc mà mình đánh mấy cái con robot á thì anh em nhớ là nó rơi ra cho mình một cái lọ màu tím tím không? Đó là một cái lọ theo như tôi đọc là experience. Đâu rồi? Đây. Tôi nghĩ là cái plot experience này là cắn một cái là full cây nhờ. Chắc vậy. Để tôi thử coi. Ô, cái này hay nha. Cái này là cái kiểu cắn vô mà nó không phải nhảy lên mà nó cái kiểu nó là chạy lên nha. Đó anh em phải biết, anh em phải phân biệt là giữa cái chạy lên và cái nhảy lên nó khác nhau nha. Cắn thêm một bình nữa. À ok, như vậy là một bình của mình nó chỉ giới hạn tới một cái khoảng nào đó, nếu mà các bạn cài đặt cái setting á mà nâng càng nhiều lần, ví dụ như 600 lần gấp đôi mình, 900 lần, 1000 lần gì đó thì nó nhảy cũng có bao nhiêu đó thôi. Nó sẽ không nhảy theo phần trăm nha. À, để mình test chiêu trước khi mình đánh boss boss nào.
Oh my god, con này phóng xa dữ à, đái xa chứ. Rồi ok bro, đây thử nha. 274k đam. Ok, và bây giờ mình sẽ thử chiêu đầu tiên là chiêu chuột phải. À, nó vẫn giữ cái chiêu thức của con Alpha Red. À, cái chiêu thứ hai coi, cái chiêu thứ hai là chiêu ít trước đi. Ít. Nó cũng y như cũ anh em ạ. Nó cũng đâu có khác gì mấy. Chữ C coi. Cũng phun lửa, ok vậy. Rồi, chữ còn cũng chữ R coi nó như thế nào. Bắn mấy cái này nó cũng bình thường. Còn trên Wii coi. Để mình xem coi, mình quýt tai ghét hoài. Lần này xung ra là đệ hiệu hơn nha, không phải là mấy cái con test test rep mà nó lỏ lỏ nha. Để mình thử mình đánh cho quýt tai ghét đánh con này coi. 275.000. Đam to hơn tôi, đam to hơn tôi. Như vậy là có thể là xin nói đúng là mấy con minion á, đam nó to hơn cái con chủ thể. Ủa, nó cũng giống đam của tôi mà, nó hơn tôi ngàn. Rồi ok, và mình vẫn tuân thủ theo nguyên tắc là 100 điểm máu và 200 điểm đam nha anh em. 100 điểm máu và 200 điểm đam. Để tôi bật cái auto click lên cho nó dễ coi. Để tôi nâng xong cái máu cái đã. Lỡ bấm rồi. Con này là ok, vẫn tuân thủ nguyên tắc đi. Mặc dù máu tôi thấy là nó quá là cao rồi đó, nhưng mà vẫn tuân thủ nguyên tắc trước đã. Ơi trời ơi. Rồi. Mê là đẹp. Rồi, ok bro. Ngon chim. 231 triệu máu hả? Được cái chứ. 6 triệu, ok. Như vậy là thêm con UT nữa thì có thể cạp lên khoảng chừng vài cỡ 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 bao nhiêu ta? Cỡ 7 triệu không? Con UT tôi đâu rồi? Tôi cũng không biết con UT tôi đâu rồi nữa. Lách qua. Quá tuyệt vời. UT tôi đâu rồi ta? UT tôi đâu rồi? Quýnh mà không cần UT được không? Để mình lấy mấy cái bình heal cái đã rồi vô mình tập này, chắc là end game sớm đó anh em ạ. Tôi nghĩ như thế. Rồi, để bên đây coi còn có hay không. Ba bình heal là mình nghĩ là cũng đủ rồi đó. Ba bình heal là đủ rồi, không lẽ nó quýnh mình tới nỗi mà mình phải cắn. Chưa bao giờ con nào mà quýnh mình tới ba bình heal nữa nha. Con quốc boss thì nó lại một cái chuyện khác. Để mình đem theo con UT mình phù hộ, hình như con UT nó ở dưới đúng không? Để mình đem theo nó cái đã. Ô là la. Con UT hả? Hồi nãy tôi mới thấy nó ở đâu đây nè. Đây nè, nó đây. Rồi mới gấp nó theo. Thì mình đã xác định được vị trí của con Workbot Red rồi, và bây giờ mình chỉ việc qua đó lụm nó thôi ha, đơn giản mà. Thì ban đầu á mình tưởng á, là đánh Workbot á là phải đánh Workbot là phải làm ra một cái gì đó, nó chế ra một cái gì đó để nó kiểu như nó sung nó ra anh em, kiểu như thường thường quấn bot là nó hay vậy. Còn này không, xin nó ui đằng kia có một con Rockwell bot luôn kìa. Thì lần này xin nói là không, không cần, chỉ cần nó xuất hiện ở ngoài tự nhiên thôi. Thì tất nhiên là tôi thì tôi muốn nó xuất hiện ngoài tự nhiên là tôi muốn thôi, chỉ đơn giản vậy thôi ha. Mày có thực sự mày hú không vậy mày? Mày không hú thì tao thu mày vô cầu nha. Để cho nó ra lại anh em ạ. Auto. Auto. Ây da. Trời ơi trời 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 trời. Ủa? Gì trời? Ui cạp con Reaper mà có 400 mấy à. Nếu tưởng tượng mà cái con anh cái con Workbot Red đó mà nó má mình quên đem theo cái đồ pick up rồi. À tôi hiểu rồi, khi mà thu nó vào cầu á nó sẽ mất cái chức năng, nó sẽ mất cái chức năng pick up nha anh em. Ok, tôi mới biết luôn á. Rồi
Rồi, lần này chơi thôi, tôi bật tắt cái mod cái đã. Mình đang sở hữu một cái bộ đồ này là trong lúc mà mình đi farm mình lụm được á. Nó ra rơi ra đồ cho nên giáp nó cao lắm, mình nghĩ là chắc cũng không chết nổi đâu. Đây, con Workbot 600 level với 687 triệu máu, 6,2k đam. Bây giờ tôi thử tôi trói nó trước nha. Nó thì bình thường nó sẽ không target, nó mà target chắc ai mà chịu nổi. Bắt đầu. Nó không dính hiệu ứng nha anh em. Ok, nó không dính hiệu ứng. Hay ta 10 con không? 10 con đi, 10 con. Ok. Chơi. Ôi, mấy con đệ của mình nó không có lên level giống mình hả ta? Chắc nó fit rồi đó. Mình lên 5 triệu 9 mà nó còn có 275 ngàn kìa. Chắc một cạp là tụi này đi. Ôi, quýnh dễ mà anh em. Ui, quýnh căng hả chứ. Ôi, quýnh tụi này căng đó chứ. Quýnh con này căng đó anh em ạ. Nhưng mà sở hữu bình máu dài á, thì quýnh được nha. Bình máu nhiều thì quýnh được, ok. Ấy, tôi quýnh lùi được nè, tôi thấy diêu được. Trời ơi, ấy, như vậy là cách tốt nhất mà anh em nên. Anh em không nên là anh em không nên đứng ở tại chỗ nha, không nên chơi chiêu gì hết, cứ quýnh thả diều nó đi. Trời ơi. Quýnh một lần mà tôi biết cái mẹo liền. Mà nếu mà anh em đánh mà gặp cái địa hình mà đồi núi mà nó gập ghềnh hoặc là nó không gian hẹp á thì rất là khó thả diều. Thì một là anh em dụ nó qua cái chỗ nào trống trống hay là như thế nào đó tùy anh em. Còn nếu mà đánh cánh như mình đó thì đỡ, rất là đỡ tốn máu. Đó không, xem để ra nó chơi chiêu mình cũng chơi chiêu luôn. Má, một cái phun lửa chết luôn hả? Oh my god. Một cái phun lửa chết luôn. Phải luôn. Ôi, một cái phun lửa chết luôn kìa. Ôi ác luôn thiệt chứ. Ấy, mấy con alpha này lại quýnh không được nha. Ơi, tôi bị xích rồi kìa. Rồi chắc con alpha gian tôi đi quá, đi đi luôn. Ôi, tính ra căng á chứ. Một, tính ra là một cái phun lửa là đi. Má, nãy tôi không, tôi già rồi, tôi bấm không kịp hồi máu. Hay thế. Rồi, ok. Thôi. Clip này, nhiêu đó là nhiêu đó nè. Nãy tôi nói rồi, dù kết quả ra sao thì tôi quýnh quất bớt một lần cho biết trải nghiệm. Thì nói chung là nếu mà mình cẩn thận hơn thì mình quýnh vẫn được nha. Nếu cẩn thận hơn vẫn quýnh vẫn được. Dính một cái đòn lửa của nó thôi là có thể đi bụi. À, hồi nãy lúc đó là mình khoảng chừng 75% máu của con Red là mình thấy là con Red mình chết xong nó vẫn còn phun lửa, có nghĩa là đồng nghĩa với việc là nó một cái phun lửa của nó là con càng ấy. Vậy tính ra là mình sẽ nâng khoảng chừng 150 điểm đam. 150 điểm máu là đẹp, còn bao nhiêu mình sẽ nâng đam. Tại vì cái đam hồi nãy mình quýnh thì mình cảm thấy là cũng khá là nhanh so với cái máu của nó. Vậy tính ra là mình cũng không cần quýnh quá nhiều đam, tại vì mình cần phải sống trước trước khi mà nó chết, anh em hiểu không? Cho nên là ok, rút kinh nghiệm mà nếu mà các bạn nào mà chơi newbie setting giống mình á thì nên nâng ưu tiên máu và nhớ tay nhanh hơn não bấm hồi máu cho nó đi ha. Nó mà phun lửa một cái thì bà bắn luôn, bà hú luôn. Rồi, ok. Thì thôi, season này mình cảm thấy là kết thúc ở đây là ok rồi. Mình không có gì nuối tiếc ở season này nữa, cho nên là thôi. Cảm ơn các bạn đã thời gian qua đã xem cái season này của mình. Thì nói chung là mình đang chờ một cái ngày để mình comeback lại Omega. Nhưng mà lần đợt này mình sẽ chơi đang làm một cái dự định lớn, dự án lớn bên bên server, cho nên là ok thì một là mình sẽ chờ cái ngày đó luôn.
mình sẽ không hoạt động YouTube một thời gian cho chờ ngày đó. Nói vậy thôi chứ thực ra là một tuần, có thể là một tuần, có thể là hai tuần, có thể là một năm hoặc là hai năm. Thì trong thời gian đó nếu mà mình nghĩ ra content gì đó hoặc là một cái mod gì đó thì mình sẽ thông báo cho anh em trên group. Quan trọng một điều này nha, quan trọng là các bạn phải join vào cái group của mình tên là Tùng Mê Game và Bầy Khủng Long. Mình có để link ở phía bên dưới description, hoặc là các bạn lên Facebook các bạn search Tùng Mê Game và Bầy Khủng Long thì lên đó các bạn có thể thảo luận mod, miết các kiểu này nọ, hoặc là lâu lâu mình sẽ post một cái bài nào đó lên để hỏi thăm ý kiến các bạn như thế nào ha. Rồi và bây giờ bye bye, hẹn anh em ở series sau.